podcast Chăm sóc mắt sau xóa cận được thực hiện bởi hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Tập 2. Hướng dẫn nhỏ thuốc, nước mắt nhân tạo và rửa mắt. Sau phẫu thuật khúc xạ, việc nhỏ đủ các loại thuốc và nước mắt nhân tạo theo đơn của bác sĩ cũng như rửa mắt đúng cách rất quan trọng. Để Mắt Sài Gòn hướng dẫn cho bạn các thao tác thật chuẩn giúp hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mắt. Khi nhỏ thuốc hay nước mắt nhân tạo, đầu tiên chúng ta luôn cần rửa tay sạch. Sau đó, bạn lắc nhẹ và đều lọ thuốc để thành phần bên trong được phân bố đều, rồi mở nắp lọ và đặc biệt lưu ý đặt nắp ở bề mặt sạch. Khi nhỏ thuốc hoặc nước mắt nhân tạo, bạn có thể nằm hoặc ngồi. Nếu ngồi thì ngửa đầu ra sau. Bạn mở mắt và nhìn lên trên, tay kéo nhẹ mi dưới và nhỏ 1 đến 2 giọt thuốc vào chỗ tiếp nối giữa lòng trắng và mi dưới. Lưu ý không nhỏ trực tiếp vào tròng đen nhé bạn ơi. Rồi mình chớp mắt nhẹ nhàng vài giây để thuốc lan đều. Trong đơn thuốc của bác sĩ Mắt Sài Gòn sẽ có 4 đến 5 loại thuốc. Bạn nên nhỏ nước mắt nhân tạo đầu tiên cho mắt dễ chịu, sau đó nhỏ đến các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm. Nếu sau khi nhỏ thuốc, bạn phát hiện các biểu hiện bất thường như đỏ mắt, đau và cảm sốt nhiều hơn, hãy lập tức gọi cho hotline của Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã được in sẵn tại đơn thuốc để được tư vấn. Ở một số bạn, mắt sẽ tiết ra nhiều gàng và gây ngứa, khó chịu. Bạn hãy nhỏ vài giọt nước muối sinh lý natri clorua 0,9% vào mắt, chớp mắt để chất tiết trôi ra ngoài và nhẹ nhàng thấm gạt vô trùng, tức ấn nhẹ vào góc trong mắt để vệ sinh mắt. Hy vọng podcast này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về việc nhỏ thuốc và nước mắt nhân tạo sau phẫu thuật khúc xạ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ Mắt Sài Gòn, đội ngũ chăm sóc khách hàng và điều dưỡng của bệnh viện luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các podcast tiếp theo.